Chào các bạn. Phía trước các bạn đây là khu vực cầu Rào, thuộc về quận Ngô Quyền của thành phố Hải Phòng. Hôm nay vào ngày chủ nhật mình lòng vòng qua khu vực cầu Rào. Sau đó tiện chia sẻ với các bạn những hình ảnh về tuyến đường Bùi Viện. Trái thì đi về khu vực Đồ Sơn này, còn rẽ phải thì đi ra khu vực đường Bùi Viện này. Đoạn này hôm nay mất điện, không có đèn đỏ. Rẽ trái thì mình sẽ hướng vào đường Bùi Viện. Và trong cái video này chia sẻ cho các bạn những hình ảnh về tuyến đường Bùi Viện, đoạn từ khu vực cầu Rào đến khu vực cầu Lãm Khê. Thời tiết ở Hải Phòng trời đang mưa. Mưa không to nhưng mà xuyên suốt từ đêm hôm qua đến giờ. Địa phận phường Vĩnh Niệm. Đến đây thì mình đã sang đến địa phận của quận Lê Chân, đường Bùi Viện, quận Lê Chân. Phía trước đây là nút giao giữa đường Bùi Viện và đường Võ Nguyên Giáp. Rẽ phải thì đi về phía đường Võ Nguyên Giáp để đi về phía khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để đi về phía Hồ Xem, đường Hồ Xem. Còn rẽ trái thì đi về phía cầu Võ Nguyên Giáp để đi về phía quận Đồ Sơn. Thời tiết bây giờ vẫn đang mưa. Mưa rải rác. Dự là hôm nay sẽ mưa hết ngày. Theo cái điều kiện thì mình nắm được cái thời tiết thì khả năng là sẽ mưa hết đến cả tuần sau. Mình sẽ hướng sang đường Bùi Viện để đi về phía khu vực bến xe Vĩnh Niệm. Bến xe Vĩnh Niệm thì nằm ở khu vực chân cầu Bùi Viện. Thẳng theo hướng này thì mình sẽ đi về phía khu vực quốc lộ 10. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng. Trời mưa nhưng mà các cái phương tiện vẫn di chuyển cũng rất là đều đặn. Phải thì đi về phía phố Tràng Cát, Trực Cát.
trời trơn trượt cho nên là cái tốc độ mình di chuyển nói chung là cũng hạn chế. Đây phía bên phải các bạn là khu vực cục thuế Hải Phòng, kế tiếp cục thuế là khu vực bến xe Vĩnh Liệm. Đây là khu vực bến xe Vĩnh Liệm này. Còn phía bên trước các bạn đây là khu vực cầu Bùi Viện. Đây là cầu Bùi Viện. Trễ đèn rồi, không kịp rồi, do cái điều kiện thời tiết cho nên là mưa cho nên là không kịp đèn. Các bạn đây là khu vực cầu vượt Nam Khê, cầu vượt bước bắc qua đường Trường Chinh thuộc về quận Kiến An. Đến đây mình sẽ rẽ phải để hướng vào đường Trường Chinh để đi về phía khu vực ngã ba Quán Chữ. Đi thẳng thì các bạn sẽ đi về quốc lộ 10 của mình, rẽ phải thì hướng vào đường Trường Chinh. Trên đây mình và các bạn vừa mới cùng nhau trải nghiệm một cái đoạn đường trên cái đường Bùi Viện, đó là đoạn từ khu vực cầu Rào đến khu vực cầu Lãm Khê.